Cửa hàng chúng tôi chuyên phân phối kinh doanh các loại sản phẩm thời trang đầm váy và đồ lót 12 giờ. Với sự hợp tác nhiều năm qua, chúng tôi luôn tin tưởng và trở thành cộng sự thân thiết của nhau. Dưới sự hỗ trợ của đồ lót 12 giờ, chúng tôi có thể kết hợp trên sản phẩm mình đang bán với kem đồ lót để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đến với cửa hàng, bạn sẽ được phục vụ tận tình, nhân viên vui vẻ, tư vấn nhiệt tình với đầy đủ các mặt hàng thời trang. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng, uy tín, giá tốt nhất thị trường. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã. Từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gồng đến có gồng. Những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế riêng. Những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý. Sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Vai trò của chiếc áo ngực. Nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng áo ngực chỉ đơn giản là vật để che đậy vòng ngực của mình mà không biết nó có nhiều vai trò khác nữa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vai trò của chiếc áo ngực qua bài viết này nhé. Định vị núi đôi. Vai trò của chiếc áo ngực được nói đến đầu tiên là nó giúp định vị núi đôi của bạn. Núi đôi của bạn là một phần mô mỡ không có gì để nâng đỡ. Và chính vì vậy, khi bạn mặc chiếc áo ngực, thì áo ngực có vai trò nâng đỡ và cố định vòng một của bạn. Bảo vệ vòng một.